chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ việc một công dân Việt Nam được cho là bị sát hại ngày 26 tháng 2 năm 2024 tại Higashiyomo Shiga, Nhật Bản, Bộ Ngoại giao đã có thông tin chính thức. Theo đó, ngay khi nhận được thông tin, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã khẩn trương liên hệ các cơ quan chức năng Nhật Bản để tìm hiểu và xác minh thông tin. Hiện, vụ việc đang trong quá trình điều tra và cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một nghi phạm. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, đề nghị phía Nhật Bản khẩn trương điều tra rõ vụ việc, xét xử kẻ phạm tội cũng như làm việc với các cơ quan chức năng trong nước, xác minh nhân thân, liên hệ gia đình nạn nhân, chuẩn bị các thủ tục hậu sự theo quy định pháp luật Việt Nam và sở tại. Theo tờ Asahi, cảnh sát thành phố Higashiyomi tối 26 tháng 2 nhận được tin báo về một người đàn ông nằm trên vũng máu ở chung cư tại khu Hibari Gaokacho. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Tuấn Anh, 35 tuổi, lao động hợp đồng sống tại căn hộ tầng 1 ở đây. Cảnh sát Nhật Bản cho biết nạn nhân tử vong do bị tấn công vào cổ vào hôm 27 tháng 2, bắt khẩn cấp nghi phạm Takashi Yamamoto, 49 tuổi, người thất nghiệp sống ở tầng 2 khu chung cư. Nghi phạm đã thừa nhận hành vi giết người, nói rằng có vấn đề với tiếng ồn trong cuộc sống hàng ngày. Trước vụ việc này, cũng đã có một vụ việc một du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản đã bị sát hại vào năm 2021 khiến dư luận xôn xao. Theo các nhà điều tra, một vài người đàn ông cùng nạn nhân đã uống rượu ở gần hiện trường trước khi xảy ra vụ xô xát vào khoảng 20 giờ 20 tối ngày 2 tháng 8 năm 2021 giờ địa phương. Nạn nhân đã bị tấn công và bị đẩy xuống sông Dotonbori ở Minami, khu trung tâm ở phường Chuo, Osaka. Đội cứu hộ đã tới sau 20 phút, nhưng nạn nhân tử vong vào tối cùng ngày, nguyên nhân do đuối nước. Ngoài ra, bác sĩ pháp y phát hiện nhiều vết bầm tím trên đầu và cổ. Danh tính của nạn nhân sau đó được xác định là Trịnh Tú Anh, du học sinh Việt Nam sinh năm 1999. Cảnh sát cho biết, trên người nghi phạm cũng có nhiều vết máu bị dính trên quần áo. Nghi phạm sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát đã truy vết đối tượng dựa trên hình ảnh trích xuất từ camera và lời khai của các nhân chứng về ngoại hình của nghi phạm. Ngày 3 tháng 8 năm 2021, một ngày sau khi vụ việc xảy ra, nghi phạm bị bắt tại khu Nishinari thuộc Osaka. Ngoài bị tình nghi vì liên quan đến cái chết của nam thanh niên người Việt, thanh niên người nước ngoài này còn bị nghi ngờ nhập cư bất hợp pháp. Kênh truyền hình MBS News cho biết chi tiết hơn về người được cho là nghi phạm giết người trong vụ thanh niên Việt Nam bị đẩy xuống và chết đuối trên sông Dotonbori. Đó là Kurt Cabrera Brian Alberto, khoảng 26 tuổi, quốc tịch Cộng hòa Dominica, hiện thất nghiệp và không có nơi cư trú. Trước đó, ngày 3 tháng 8 năm 2021, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã xác định danh tính người xấu số, nạn nhân là Trịnh Tú Anh, công dân Việt Nam. Trịnh Tú Anh đã bị đánh đập và đạp xuống dòng nước từ khu vực đi bộ ven sông Dotonbori dưới chân cầu Ebisu tối ngày 2 tháng 8 năm 2021. Đến ngày 7 tháng 8 năm 2021, tại cơ quan điều tra, nghi phạm Cruz Cabrera Brian Alberto khẳng định mình không có ý định giết nam thanh niên người Việt Nam. Cabrera Brian Alberto, 26 tuổi, quốc tịch Dominica, bị bắt vào lúc 13 giờ 34 phút ngày 5 tháng 8 năm 2021. Nghi phạm ban đầu phủ nhận mọi cáo buộc và không đồng ý cho lời khai cho đến khi có luật sư. Sau đó, trước các bằng chứng do phía điều tra đưa ra, nghi phạm đã thừa nhận một phần hành vi, song khẳng định mình không có ý định giết người. Nghi phạm khai đã gặp nạn nhân vào ngày xảy ra vụ án. Sau đó, trong lúc đang uống rượu thì xảy ra tranh cãi, dẫn đến xô xát. Đến tháng 5 năm 2022, Tòa án Osaka đã mở phiên xét xử bị cáo người Dominica đã tấn công và đẩy du học sinh Việt Nam xuống sông, khiến người này thiệt mạng. Đài MBS News trích dẫn cáo trạng tại phiên sơ thẩm tại Tòa án Osaka ngày 16 tháng 5 cho biết, Cruz Cabrera Brian Alberto, 27 tuổi, quốc tịch Dominica, liên tục tấn công vào vùng đầu và đẩy du học sinh Trịnh Tú Anh xuống sông Dotonbori thuộc thành phố Osaka, khiến nạn nhân đuối nước và tử vong vào tháng 8 năm 2021. Trong phiên xét xử sơ thẩm hôm 16 tháng 5 năm 2022, Alberto vẫn khăng khăng bác bỏ cáo buộc, cho rằng chỉ hành động tự vệ. Luật sư bào chữa cũng nói rằng Alberto không có tội, bị cáo và nạn nhân cùng đi uống rượu. Sau đó, bị cáo cũng bị nạn nhân đánh nên đáp trả. Cơ quan công tố bác bỏ lập luận trên, nhấn mạnh dù biết rằng nạn nhân có dấu hiệu kiệt sức nhưng bị cáo vẫn tiếp tục tấn công. Thậm chí, bị cáo có những hành vi ngăn Trịnh Tú Anh lên bờ dù biết nạn nhân có nguy cơ mất mạng. Ngoài ra, một nhân chứng khai trước tòa rằng
Alberto và Trịnh Tú Anh đã ẩu đả với nhau, nhưng giữa trường thì nạn nhân dừng lại, chỉ có bị cáo tiếp tục đánh đập. Trịnh Tú Anh, du học sinh Việt Nam sinh năm 1999, bị hành hung và đẩy xuống sông lúc 20 giờ 20 phút ngày 2 tháng 8 năm 2021 tại khu vực đi bộ ven sông cầu Ebisu. Địa điểm này nằm ở phường Chuo, trung tâm của quận Minami, Osaka và thu hút khá nhiều khách du lịch. Theo cảnh sát, một người phụ nữ gọi đến đường dây khẩn cấp, nói rằng có người đàn ông nước ngoài sắp chết đuối trên sông. Cảnh sát đưa nạn nhân lên khỏi sông khoảng 20 phút sau đó. Trịnh Tú Anh được đưa đến bệnh viện và xác nhận tử vong vào tối cùng ngày. Alberto chạy khỏi hiện trường sau khi gây án. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có nhiều vết bầm tím ở đầu và cổ. Theo camera an ninh gần hiện trường, cảnh sát phát hiện Alberto và Tú Anh đã uống rượu, bật nhạc trước khi xảy ra án mạng. Cảnh sát bắt được Alberto tại một cơ sở lưu trú ở quận Nishinari. Ngoài bị bắt vì liên quan đến cái chết của Trịnh Tú Anh, Alberto còn bị tình nghi nhập cư bất hợp pháp. Đến ngày 6 tháng 6 năm 2022, Tòa án tỉnh Osaka, Nhật Bản đã kết án bị cáo Alberto 12 năm tù giam, thấp hơn mức 18 năm tù giam do văn phòng công tố viên đề xuất. Trong phiên tòa ngày 6 tháng 6 năm 2022, thẩm phán cho rằng, ban đầu, bị cáo Alberto tự vệ hợp pháp nhưng đã tấn công du học sinh Trịnh Tú Anh, sinh năm 1999, quốc tịch Việt Nam, rồi đẩy xuống sông Dotonbori thuộc thành phố Osaka, khiến nạn nhân đuối nước và tử vong hồi tháng 8 năm 2021, ngay cả khi nạn nhân không có khả năng chống cự. Cụ thể, Alberto đẩy Trịnh Tú Anh xuống sông khi nạn nhân đang trong tình trạng kiệt sức. Đây được xem là hành động bạo lực vượt xa mức tự vệ và là nguyên nhân chính gây ra cái chết của du học sinh Việt Nam. Trên cơ sở này, Tòa án tỉnh Osaka đã kết án bị cáo Alberto 12 năm tù giam. Trước đó, văn phòng công tố viên tỉnh Osaka đề xuất bản án 18 năm tù giam bởi Alberto tấn công Trịnh Tú Anh khi nạn nhân không thể phản kháng và đã kiệt sức. Trong một diễn biến khác, rạng sáng ngày 30 tháng 12 năm 2023, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan chức năng trong nước, các cơ quan đại diện Việt Nam ở khu vực đã phối hợp đưa thêm gần 400 công dân từ Myanmar về nước bằng đường bộ. Đó là các công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại khu vực phía Bắc Myanmar do xung đột vũ trang được sơ tán về nước. Đây là đợt sơ tán thứ hai sau đợt thứ nhất từ ngày 4 đến 6 tháng 12 năm 2023, nâng tổng số công dân được sơ tán lên gần 1.400 người. Toàn bộ chi phí đưa công dân về nước được chính phủ chi trả. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng hỗ trợ sơ tán một công dân Nepal khỏi Myanmar. Trong bối cảnh tình hình xung đột tại khu vực phía Bắc Myanmar tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân không đến các khu vực này, tuân thủ các hướng dẫn của Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và các cơ quan chức năng sở tại. Nếu đang ở các khu vực có khả năng xảy ra giao tranh, cần chủ động sơ tán người và tài sản về các khu vực an toàn, khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng Việt Nam trong trường hợp cần sự trợ giúp. Để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân khi lao động ở nước ngoài, công dân cần cảnh giác trước những lời mời chào ra nước ngoài làm việc nhẹ lương cao, không yêu cầu bằng cấp trình độ, không có hợp đồng, không thông qua doanh nghiệp, tổ chức phái cử lao động, tránh trở thành đối nạn nhân của bóc lột sức lao động, tội phạm mua bán người hoặc đối tượng cư trú bất hợp pháp. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!